theo thì diễn ba là mình nói về phần ý chí. Ở đây thì mình sẽ xin phép là nói ý chí của người bạn thân của mình. Người bạn này mình chơi với nhau phải nói là cũng được 7-8 năm rồi. Là người thân lịch thì bạn là một người thì mình sẽ nói lại là ý chí là như thế nào. Ý chí là nó thể hiện sự quyết tâm, sự kiên định của thân mình và quyết định rằng là mình một người như thế nào ở tầng lớp nào của xã hội, và mình có thành công hay không, mình như thế nào, tất cả đều do ý chí quyết định, không? Và ý chí là do chính bản thân mình quyết định là mình có một người ý chí tốt hay không đó. Để mình phân tích này, đầu tiên khi mình chơi với bạn thì bạn là một người ý chí không thể tốt một tí nào. Vì sao ạ? Bởi vì rằng là bạn là một người sống về tình cảm nên là bạn rất dễ bị phải nói là bạn rất là cục, hơi tí là bạn nóng tính, tỏ mặt hay bạn nóng, bạn chỉ với bạn đánh được. Đó là một cái tính không tốt của bạn. Mình cũng nhiều lần bảo rồi nhưng bạn không sửa được. Ý chí bạn chưa kiên định, chưa quyết định. Nhưng ý chí của bạn đã thay đổi và mình thấy cảm giác là bây giờ bạn là một thứ là kiên định. Nó quyết định một phần gần hết mọi thứ của bạn. Từ về gia đình, công việc, bạn bè, người tất cả mọi người. Thì đầu tiên là mình nói về việc học tập này. Thì bạn nói là gì? Thì bạn đó thấy ý chí bạn học tập rất là tốt. Bình thường á, bạn học không giỏi, bạn nói không giỏi, nhưng ở mỗi kỳ thi bạn luôn cố gắng học kiểu còn ôn học ấy để đạt được thành tích cao. Đó, thì biểu hiện rõ nhất trong đó chính là học cấp 3. Mình phải nói là ngày trước bạn học không tốt bằng mình đó, nhưng bạn là có thông trí thông minh, bạn là có tốt hơn mình, bạn có trí thông minh, bạn có ý cái lực ý chí quyết tâm phải học để đỗ đại học. Như vậy thì đầu năm 12 mình các bạn có điều thêm với nhau thì mình thấy được cái biểu hiện ý chí của bạn quyết định ý chí đó, bạn ép bản thân mình, bắt mình học thật nhiều mỗi ngày để mà bù lại những kiến thức trước đó mình chưa học, mình chưa được học mà trước mắt. Thì ý chí của bạn thì mình thấy là ý chí rất là tốt, bởi vì từ những việc học đó bạn là một người rất là ham chơi, không thích học, nhưng về phần ý chí của bạn do là phải hai yếu tố quyết định. Đầu tiên là do mẹ, thứ hai là do mong muốn và cái trường bạn thích đó. Thì ý chí quyết định là bạn phải thử nó, bạn phải học tập. Thì từ đó mình thấy từ đó hai bạn bắt đầu bạn học rất là nhiều, và để khi và mình chứng rõ nhất đó chính là bạn đã nỗ lực hoạt động, bạn thích học kiến trúc, và đặc biệt ấy là phần đầu vẽ. Ngày trước bạn là một người nóng tính, nó đã biết là nóng tính thì thường là một thứ gì đó phải nó phải nhanh phải xong được, nhưng mà vẽ là một cái phần để giải quyết của bạn mình. Là bạn đi học vẽ thì học từ trước, mà bạn cũng đi học vẽ thì giải quyết cái thông tin này. Và đó mình thấy là ý chí nó rất là kiên định. Vì sao? Bởi vì là bạn là một người nóng tính đúng không? Đó, bạn phải kiên định bằng sự việc cái tính đó. Mà tính đó thì bạn phải đi học vẽ. Mà đi học vẽ thì bạn cảm giác là bây giờ nhé. Thì thường bạn biết bạn là người ngồi vẽ thì không sao. Bạn vẽ có thể là bạn bạn không muốn vẽ nữa, bạn vẽ cho nhanh, bạn vẫn xong được bức tranh của mình mặc dù là không đẹp thôi. Nhưng ở đây đi học vẽ đương nhiên có người, hôm nay có người này làm mẫu, người đi làm mẫu, mà làm mẫu bạn ngồi im ở trong một tư thế tầm 4-5 tiếng đó, thì chỉ có người kiên định họ mới ngồi im được như vậy thôi. Rồi là gượng hay mỗi đốt, rồi là lạnh hay là bất kỳ mỏi miệng thì khiến chúng ta phải khởi động. Thì làm mẫu thì chúng ta rất hạn chế khởi động, đó chính là một cái phần mà khiến các bạn là rèn luyện được sự kiên định, và mình thấy cái sự kiên định của bạn, sự ý chí của bạn nó mạnh mẽ lên dần từ đó. Rồi thứ hai là trong công việc, trong đấy mình nói về trong học tập, thứ hai là trong gia đình thì bạn luôn luôn là một bạn tình cảm, bạn luôn luôn một người tình cảm, nên là bạn ý chí bạn luôn luôn tình cảm của người trước, có cái gì tốt có gì thì bạn luôn luôn là người tình cảm của bạn, đó là ý chí bạn kiên định. Mình không làm sâu. Tiếp theo là về phần bạn bè thì ý chí của bạn ấy, bạn quyết định rằng là người nào chơi được bạn sẽ chơi cùng, người nào không chơi được thì bạn sẽ bỏ luôn, bạn không chơi, nhưng bạn lại không ghét thì ai đó. Mà khi bạn quyết định như vậy thì mình rất là tốt. Và cuối cùng ở trong công việc thì mình thấy là ngày biểu hiện tốt nhất là vì sao, vì này công việc của bạn ấy thì
học kiến trúc thì bạn phải thực hành nhiều đó, và cái công việc nó sẽ là một phần bước để thực hành ở trên đó trình tự, nó phần ở để mà thực hành và sử dụng cho bản thân mình. Như vậy thì ngay khi học, bạn đi học tầm 2 tháng bạn đã đi làm, bạn đi làm một cái công ty để mà sử dụng cho bản thân mình, được rèn luyện chính cái sự và đẹp đẽ và chính cái sự là bạn nâng cao tay nghề của mình lên đấy. Đó chính là bạn đã có ý chí quyết định là bạn mong muốn là như vậy. Và thứ hai nữa là mình nói ở đây ý chí ở đây là gì, nghĩa là bạn thường mới lên học được 2 tháng thôi. Bình thường thì mọi người hay là kể cả mình lên 2 tháng chưa biết cái gì cả, nhưng bạn đã đi làm rồi chứng thì ý chí bạn rất là kiên định, bạn quyết định rằng là làm nghiệp, đi ra bên ngoài xã hội để mà làm việc cũng như trải nghiệm thực tế. Thì đó chính là cái ý chí bạn quyết định và bạn quyết định như vậy. Và khi đi làm ấy thì bạn phải lựa chọn rất khó khăn, vì nhiều khi đi làm phải nghỉ học mà bạn đã mất nghỉ học thì có khi là bạn mất tín chỉ hoặc là mất cái gì bạn học lại môn, nhưng mà bạn quyết định là đi làm và nâng cao kiến thức bản thân mình. Thì và một phần nữa là kiếm một chút để trang trải gia đình, vì ý chí bạn là khó rất là tốt, bởi vì bạn đã quyết định như vậy rồi, bạn sẽ không thay đổi nữa, không bị những yếu tố bên ngoài tác động như là bên bạn bè nói hoặc là không nên đi làm sớm, rồi là những cái cảm xúc bên ngoài của xã hội như là kiểu đi chơi này, chơi bời này, tụ tập các thứ thì nó không, bạn không hề bị cảm xúc, chứng tỏ là một ý chí nó rất là mạnh, và mình cũng rất là khâm phục ý chí đó, và mình cũng nên học hỏi ý chí đó. Tiếp theo là về phần một cái nữa mà mình thấy là rất là mất cái sự ý chí của bạn, đó chính là bạn quyết định. Đợt đó thì bạn kể với mình rằng là bạn có quyết định là đi làm hay đi học, thì bạn phân vân giữa hai quyết định mà bạn đang thiên hướng về, đó chính là đi làm, vì đi làm sẽ có tiền này, có kinh nghiệm này, và nó có rất nhiều thứ mà bạn đang cần. Nhưng mà đi học lại có một cái bạn cần hơn, là bạn thấy là đi học có một cần thiết, đó chính là mình phải học, bởi vì là mình cần có biết làm sau này mà sự nghiệp của mình ạ phát triển hơn thì kiến trúc sư này, kiến trúc mà thì họ sẽ cần cái bằng, còn nếu bạn không có bằng thì bạn không thể phát triển cao được nữa, trừ khi mà không thể phát triển cao được, bởi vì kiến trúc ban đầu thì nó phải có nền tảng nhất định để có thể đi lên được. Mỗi con đường thì nó đều có một cái sự lựa chọn khác nhau. Như mình theo cái ngành mở nó trên ngành thương mại tử thì mình có thể học bất kỳ cái gì cũng được, còn bạn là theo ngành kiến trúc nó là một cái sự khuôn khổ từ trước đến nay rồi. Đó, thì cả bạn bỏ học đi làm thì sau này bạn là bạn có thể nhận được những cái deal, những cái rất là nhỏ thôi, bạn không được nhận cái deal lớn, thì đó tức là cái không được lợi thế, và khi bạn có bằng nữa thì bạn sẽ được tin tưởng, và dần dần đó bạn có được kinh nghiệm đó, thì cái bạn suy nghĩ đang lo rất là nhiều. Ý chí của bạn ấy, bạn phải lựa chọn rằng là mình nên đi làm, đi học thì cuối cùng bạn vẫn lựa chọn là đi học, bạn đang đi học trở lại và tình trí của bạn quyết định quyết tâm đi học như vậy, và bạn đã lựa chọn theo ý chí. Và theo mình biết mỗi khi chúng ta lựa chọn như vậy thì tình trí của chúng ta nó mất rất là nhiều sức mạnh, và đến cân bằng ngày đó thì bạn luôn luôn bạn cũng bây giờ hiện tại thì bạn luôn luôn đọc sách buổi sáng thức dậy, luyện rèn ý chí bằng cách nào phải đọc được tầm khoảng 50 trang sách. Thì đó là cái ý chí của bạn, quyết định kiên định như vậy, và họ bạn luôn luôn phải lấy ý chí và từng ngày và mình khắc phục ý chí đó, mà là người thực sự tốt và những người có ý chí thụ như vậy. Đấy là một người có ý chí tiến thủ, thì chúng ta nên tìm sự mối quan hệ và nên học hỏi từ người ta để mà làm sao chúng ta có thể là tích lũy được cũng như là hiểu được cái kinh nghiệm từ chính con người của họ, và chúng ta có thể là phát triển hơn về phía trước, cũng như là chúng ta có thể là rèn luyện được chính bản thân mình về phần ý chí để cho nó tốt hơn, và chúng ta cũng có thể rằng là khi mà có ý chí tốt được không bằng từ người ta đấy, thì chúng ta cũng là để giúp đỡ bản thân mình để mà phát triển hơn. Đó chính là phần ý chí mình phân tích của người bạn của mình và mình áp dụng thực tế được cái góc nhìn cá nhân, và đặc biệt đấy, ý chí ở đây nó không phải là một cái có thể nhìn phát ra luôn, chúng ta phải trải qua những sự gọi là biến cố của nó, cũng là trải qua cùng nhau một thời gian dài để nhận ra một ý chí cũng như thế không.
cái đó chính là sự tích cực của mình, của những bạn mình và ý chí.